trực tiếp vào Novo Prokovic, mục tiêu tưởng như hiển nhiên sau Robotin, quân đội Ukraine lại đang nhắm vào Verbon. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu Verbon là trọng tâm chính cho cuộc tấn công tiếp theo của Kiev hay chỉ là đòn nghi binh nhằm đánh lạc hướng Nga. Một tuần sau khi giành lại Robotin, một thành trì quan trọng trên trục đường tới Melitopol ở phía nam Ukraine do Nga kiểm soát, các lữ đoàn của Kiev được cho là đang dịch chuyển sang thị trấn tiếp theo trên cùng trục đó, đó là thị trấn Novoparokopika. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy các lữ đoàn dẫn đầu gồm lữ đoàn di động trên 046 và lữ đoàn tấn công trên 082 của Ukraine không trực tiếp tấn công vào các vị trí của Nga ở Novoparokopika mà đang chuyển sang phía đông. Mục tiêu của họ dường như là giành lại Vebo để tấn công thọc sườn vào Novoparokopika. Nhà quan sát David Axe nhận định trên Forbes rằng đây là một chiến lược hợp lý. Chiến lược này từng phát huy hiệu quả trước đó với Ukraine trong một số cuộc giao tranh kể từ khi họ tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6. Giao tranh kéo dài suốt một tháng để giành robotin là một bước ngoặt trong cuộc phản công của Ukraine. Trong nỗ lực vượt qua các bãi mìn và chiến hào của Nga quanh thị trấn, các lực đoàn Ukraine cho biết họ đã làm suy yếu tập đoàn quân số 58 và các quân đội khác của Nga, cứ một phương tiện của Ukraine bị Nga phá hủy, thì một phương tiện của Moscow cũng bị phá hủy. Tuy nhiên thông thường, lực lượng tấn công phải gấp 3 lần lực lượng phòng thủ để có cơ hội thành công. Khi các lực lượng của Nga rút khỏi Robotin ngày 23 tháng 8 và lữ đoàn cơ giới hóa 47 của Ukraine tuyên bố kiểm soát thị trấn này, giới quan sát cho rằng những gì xảy ra tiếp theo đã rõ ràng. Mục tiêu tiếp theo là Novo Prokopika, có thể quan sát được từ khu đất cao ở Robotin, cách đó chỉ 1,6 km. Cách Ukraine tiến triển thế nào ở Novoparokopika sẽ tiết lộ kinh nghiệm chiến đấu của họ, mượn kế hoạch từ lực lượng thủy quân lục chiến, từng giành lại thị trấn Urogen cách Robotin gần 100 km về phía đông bằng cách tấn công thọc sườn và làm suy yếu các đơn vị đồn trú của Nga. Các lực đoàn tấn công 46 và 82 của Ukraine đã chuyển sang phía đông thay vì tiến xuống phía nam. Hiện nay, hai lữ đoàn đang thăm dò các chiến hào của Nga ở Verbove và đạt được tiến triển ổn định. Đơn vị đồn trú của Nga ở Weibo gồm một trung đoàn súng trường cơ giới, một lữ đoàn hoạt động đặc biệt và ba tiểu đoàn lực lượng dự trữ, có quy mô nhỏ hơn nhiều so với bảy đơn vị đồn trú của nước này ở Novoparokopika.